Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cái phần thứ 8.2 của cái phần tay áo họa tiết hoa văn đơn giản nha mọi người. Thì ở phần 1 mình đã hướng dẫn các bạn đến cái hàng thứ 13 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục móc cái hàng thứ 14 nha mọi người. À, ở đây thì cái hàng 14 này các bạn sẽ móc lên như thế này cho mình. Ở đây các bạn sẽ lên cho mình hai mũi bính. 1 2 Móc vào trong cái chân phía trên đây một mũi đơn. Như thế này, rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình là năm mũi bính. Các bạn sẽ quay mặt là cái phần tay áo lại như thế nào cho các bạn thể dễ thuận nó móc đó. nói chung là quay chiều nó lại. Rồi các bạn sẽ móc vào hai cái bính này cho mình là hai mũi kép. 1 hai Rồi, các bạn móc bốn mũi kép liên tiếp phía trên đây cho mình. 1 2 3 4 Sau đó các bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi bính Móc vào 2 bính này 1 mũi đơn Tiếp tục 5 mũi bính Ở đây các bạn sẽ bỏ hai chân cuối và hai chân đầu móc 6 mũi kép chính giữa cho mình. Đây. rồi tiếp theo là năm bính một đơn rồi năm mũi bính tiếp tục rồi bỏ hai chân đầu và hai chân cuối các bạn móc cho mình sáu mũi kép ở giữa như vậy là mình đã lặp lại được hai lần của phần quay văn này nè các bạn sẽ qua đây các bạn lặp lại một lần nữa cho mình tiếp tục năm mũi bính nè một mũi đơn năm mũi bính rồi bỏ hai chân đầu móc 6 mũi kép liên tiếp 6 mũi rồi lên 5 mũi bính móc vào đây một mũi đơn tiếp tục 5 mũi bính các bạn sẽ bỏ hai chân đầu móc 4 chân kế tiếp là 4 mũi kép 1 2 3 4 rồi móc vào hai cái bính này cho mình hai mũi kép 1 2 Tiếp theo lên cho mình 5 mũi bính Các bạn sẽ móc vào trong cái chân này Cho mình một mũi kép Rồi Móc lên cái điểm đầu bên đây một mũi đơn Để kết thúc cái hàng thứ 14 Như vậy là mình đã xong được cái hàng thứ 14 Nó sẽ ra như thế này rồi tiếp tục cái hàng thứ 15 các bạn sẽ lên cho mình là hai bính một Hai, móc vào cái điểm này một mũi đơn. Sau đó là móc 5 bính nè. Quay mặt lại. Móc vào dãy 5 bính này một mũi đơn. Tiếp tục 5 mũi bính. Các bạn sẽ bỏ hai chân đầu và hai chân cuối, móc ở giữa cho mình là hai mũi kép. Đây. Rồi lên 5 bính một đơn lặp lại hai lần cho mình một lần nè hai lần rồi tiếp tục 5 mũi bính móc cho mình hai mũi kép ở giữa Đó. như vậy là mình đã móc giống như cái phần qua văn đầu tiên rồi nè các bạn tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại từ cái đoạn này đến cái đoạn hai mũi kép cho mình thêm một lần nữa nha Đây. Đó là mình lặp lại một lần nữa. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Đây. Rồi bây giờ tiếp tục là cái lặp lại lần cuối cùng nè các bạn sẽ lên tiếp cho mình này, thêm hai mũi kép ở đây Rồi, cuối hàng của cái hàng thứ 15 này các bạn sẽ lên cho mình 5 bính nè. Móc vào đây một mũi đơn. Tiếp tục 5 mũi bính nè. Rồi các bạn sẽ móc vào trong cái chân cuối cùng kế phần thân áo là một mũi kép cho mình. Rồi móc vào đây một mũi đơn. Để kết thúc cái hàng thứ 15. Là mình sẽ được cái phần qua gian như thế này. Rồi bây giờ hàng 16 các bạn sẽ lên cho mình hai bính. các bạn đợi mình xíu. Các bạn sẽ móc ngay cái điểm mũi gốc này cho mình một mũi đơn. Rồi lên đây cho mình 5 mũi bính. Quay mặt lại móc một mũi đơn vô đây tiếp tục năm mũi bính rồi các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép thêm ngoài nhánh hai mấy năm mũi bính này cho mình hai kép nè rồi thêm hai mũi kép ở đây tiếp tục hai kép ở ngoài đây Hay là ở cái cụm đầu tiên mình sẽ tạo tạo lại thành sáu mũi kép như thế này. Rồi tương tự thì các bạn sẽ lên năm bính một đơn cho mình. Một mũi đơn xuống đây. Tiếp tục năm mũi bính nè. Rồi, cái phần hai kép này các bạn sẽ thêm hai bên đây cho mình để tạo thành sáu mũi kép. Mình đang móc cái hàng thứ 16 nha. Đó. Rồi tiếp tục là 5 mũi bính. Các bạn sẽ lặp lại là 5 bính một đơn, 5 bính 6 mũi kép cho mình thêm làm một lần, hai lần, 3 lần nữa. Các bạn lặp lại thêm cho mình 3 lần nữa nha. Ở đây mình lên 5 bính một đơn rồi nè. một lần mình sẽ lặp lại thêm hai lần nữa chỗ mình hiện tại là nó đang hơi ồn các bạn thông cảm nha rồi sau khi xong 6 mũi kép này các bạn sẽ lên cho mình là 5 mũi bính nè móc vào trong cái cạnh mũi 5 bính này là một mũi đơn tiếp tục là 5 mũi bính một lần nữa để kết thúc cái hàng thứ 16 nè 5 bính móc vào trong cái chân một chân phía dưới đây một mũi kép rồi móc ngay chỉm góc này một mũi đơn kết thúc hàng thứ 16 như vậy là mình đã xong được cái phần khúc trên này nè bây giờ tiếp tục tới cái phần ngang qua nè thì cái phần ngang qua này các bạn sẽ móc như thế này cho mình các bạn sẽ đi lên cho mình là hai bính một hai mình móc hàng thứ 17 nha. Đây các bạn sẽ thấy khoảng dựa khoảng trống này không? Các bạn móc vào đây một mũi đơn luôn nè. Tiếp tục lên cho mình năm mũi bính nè. Năm bính. Các bạn quay mặt lại. Các bạn móc vào cái nhánh này cho mình một mũi đơn. Tiếp tục lên năm một mũi bính. Rồi các bạn sẽ tăng thêm cho mình hai mũi kép phía ngoài này. Mình đang móc cái hàng 17 nha. Hai mũi kép, móc sáu mũi kép liên tiếp ở đây. Rồi thêm hai mũi kép phía ngoài đây cho mình nữa. Đó, tổng cái hàng 17 là mình sẽ tạo cái cụm này lên thành 10 mũi kép như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiếp tục cho mình là lên hai bính. Các bạn sẽ móc tiếp một cụm, hai cụm, ba cụm, bốn cụm này, mỗi cụm là cứ hai bính 10 mũi kép cho mình. Hiện tại mình lên hai mũi bính rồi đó, bây giờ bóc tiếp 10 mũi kép nè. <laughs> Rồi các bạn lặp lại hai bính 10 kép cho mình thêm 3 lần nữa của ba cái cụm cuối hàng thứ 17 cho mình Đây ở đây mình đã xong cái cụm này nè, các bạn sẽ lên cho mình tiếp tục ở phần này là năm mũi bính chứ không phải là hai bính nha. Cuối hàng 17 lên năm bính. Móc vào cái nhánh này cho mình một mũi đơn. Tiếp tục năm mũi bính. Móc vào cái nhánh này, nhánh hai bính này một mũi đơn. Như thế này. Rồi các bạn đợi mình xíu nè tại cái phần này nó hơi. Có mình giảm mũi ở đây nên mình xem lại cái này chút xíu. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình 5 mũi bính Ở hàng 18 1, 2, 3, 4, 5 Ở khúc này mình quay sẽ quay chậm nha Tại vì mình sẽ giảm mũi ngay cái góc này cho cái áo, cái phần táo nó ôm lại 5 mũi bính, quay mặt lại Các bạn móc cho mình móc cho mình nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái cái nhánh này, cái nhánh năm bính này, không móc nhánh này, móc nhánh này năm bính cho mình. Như thế này. Rồi lên năm bính tiếp tục. Các bạn sẽ bỏ hai mũi kép đầu, móc sáu mũi kép giữa cho mình. Hàng 18 nha. Rồi, 6 mũi kép tiếp tục 5 bính một đơn. 5 bính nè, qua đây một mũi đơn. Rồi, tiếp theo là 5 mũi bính. Rồi móc bỏ hai chân đầu móc 6 mũi kép giữa cho mình. Rồi các bạn sẽ lặp lại cho mình là năm bính một đơn, năm bính sáu mũi kép, lặp lại cho mình thêm 3 lần nữa để nó sang cái đầu cái đầu phía bên đây để mình giảm cái phần mũi nữa nha. Các bạn lặp lại cho mình thêm 3 lần nữa đi. Đây, xong 3 lần. Tiếp tục tới cuối hàng là lên 5 mũi bính cho mình. Các sẽ móc vào cái nhánh này cho mình một mũi đơn. 5 mũi bính nè. 5 mũi bính. ở đây các bạn sẽ à, sau khi móc năm bính này các bạn sẽ móc vào trong cái nhánh hồi nãy mình móc bên đây luôn nè một mũi đơn như thế này rồi từ cái phần này các bạn sẽ móc lên cho mình là năm bính một lần nữa một hai ba bốn năm rồi các bạn sẽ móc cho mình cái phần này nè. cái phần giữa phần nách nè cái phần ngay cái đường gấp nách của mình nè các bạn sẽ bỏ hai chân đầu móc cho mình là tổng cộng chính giữa là 6 mũi kép. 1 nè. 2 nè. Các bạn sẽ chen vô ngay chỗ mà cái mũi gáp thêm một mũi nữa nè. 3 nè. Qua đây. 4 nè. 5 nè. 6 mũi kép. Rồi tiếp theo lên cho mình 5 mũi bính nè. à không ở đây các bạn không lên cho mình năm mũi bính mà các bạn sẽ lên cho mình là một mũi kép lên cho mình hai bính thôi hai bính móc một mũi kép vô chọc ngay chỗ cái chân này nè cái chân mũi đơn này nè một mũi kép như thế này cho mình kết thúc cái hàng này hàng 18 kết thúc hàng 18 nha mình sẽ lấy kim đánh dấu mình đánh dấu vào cái chỗ mà cái mũi kết thúc của cái hàng 18 này chỗ này thì mình làm hơi chậm nha mọi người các bạn xem để không có bị lộn rồi sau khi kết thúc cái hàng 18 này các bạn móc lên cho mình 5 mũi bính 1 2 3 4, 5 Các bạn móc Móc vào cái nhánh bên đây Nhánh này Cái nhánh hiện tại không có móc cái nhánh này nha Nhưng các bạn mới móc nhánh bên đây một mũi đơn cho mình như thế này Rồi tiếp tục 5 mũi bính Móc bỏ hai chân đầu Móc hai mũi kép chính giữa Hàng thứ 19 nha rồi, tiếp theo là 5 mũi bính 2, 4, 5 Móc xuống nhánh dưới đây 1 mũi đơn Tiếp tục 5 mũi bính, 1 mũi đơn lần nữa 5 bính Rồi, móc 2 mũi kép ở giữa Này Rồi tương tự các bạn sẽ lặp lại cho mình là 5 bính một đơn 5 bính một đơn 5 mũi bính 2 mũi kép thêm cho mình là 4 lần nữa là thêm hai mũi kép ở đây cho mình rồi tiếp theo là năm bính một mũi đơn năm bính nè một mũi đơn qua đây năm mũi bính nữa rồi các bạn sẽ thêm hai mũi kép ở giữa này cho mình một nè hai rồi tiếp tục lên cho mình năm mũi bính nè rồi ở đây nè các bạn nhìn cho mình nè. Các bạn sẽ không móc và các bạn sẽ móc vào cái nhánh này nè, nhánh này cho mình một cái nhánh sát luôn nó một mũi đơn luôn. Tiếp theo là năm mũi bính nè, 2 3 4 5 nè. Các bạn sẽ móc qua cái nhánh bên đây, không móc cái nhánh dưới giữa, móc cái nhánh bên đây cho mình một mũi đơn nữa. Rồi tiếp theo là lên năm mũi bính nè. Rồi các bạn sẽ móc vào cái cái phần mà ngay chỗ cái đường giữa gấp nối nè, ngay chính giữa nó hai mũi kép một nè hai nè đó rồi ở đây các bạn sẽ lên cho mình là hai bính các bạn sẽ móc vào trong chỗ ngay chỗ các bạn thấy dễ bính thấy không cái điểm bắt đầu nè mình đánh dấu nè thấy không thì móc cho mình một mũi kép ở đây đó là kết thúc được cái hàng thứ 19 chín nè Bây giờ bắt đầu cái hàng thứ 20 Các bạn sẽ lên cho mình là ba a bính Các bạn quay mặt lại Các bạn sẽ móc mặt phải cho mình Nãy giờ mình đang móc mặt trái nha Bây giờ tiếp tục cái hàng thứ 20 Thì mình sẽ bắt đầu móc từ mặt phải Và các bạn sẽ móc theo vòng tròn luôn Rồi à, các bạn móc cho mình thêm một mũi kép Phía ngay chỗ bính này cho mình một mũi kép nữa một mũi kép Tiếp theo là hai mũi kép ở đây một nè hai nè Bây giờ mình sẽ giờ cái kim đánh dấu đầu hàng lên trên này để cho các bạn thấy ra được cái hàng thứ 20. Cái đầu hàng 20 nó sẽ nằm ngay đây. Rồi, tiếp theo lên cho mình là hai à, mũi kép phía ngoài giải bính này cho mình hai mũi kép nữa. 1 nè. 2 nè. Rồi lên cho mình 5 mũi bính. Rồi móc vào trong cái nhánh này một mũi đơn nè nhánh chính giữa này một mũi đơn nè đó rồi tiếp tục là năm bính nè các bạn sẽ thêm cho mình hai kép bên đây hai mũi kép này tổng cộng ở cụm này sẽ lên thành 6 mũi kép này Rồi các bạn sẽ lặp lại cho mình là 5 bính, 1 đơn, 5 bính, 6 mũi kép lặp lại cho mình thêm là 1 2 3 4 4 lần nữa nha. Thì tổng cộng cái phần cánh tay của mình nó sẽ có 6 cái phần hoa văn của cái phần, cái hình thôi như thế này. Bây giờ mình đã móc được hai phần rồi, các bạn sẽ móc thêm cho mình là 4 phần nữa. Đây, cuối cái hàng thứ 19 nè là các bạn sẽ móc vào trong đây nè, trong cái 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 cạnh giữa thấy không? Một mũi đơn nè. Như thế này. Tiếp theo là các bạn sẽ lên cho mình là ba mũi bánh luôn. Các bạn móc cho mình một mũi nửa kép vào ngay chỗ cái đầu chân của cái phần kim bánh dấu nè. Một mũi nửa kép nha. Như thế này, kéo qua. Kết thúc cái hàng thứ 19. sau khi mà nói lại cái vòng của cái hàng thứ 19 là cái phần tay áo mình nó đã ra như thế này rồi nè. Đó, là nó ra tổng cộng là cái phần tay áo của mình là được làm 2 nè, 4 nè, 6 cộng qua gian hình thôi nè. Đó, cái phần tay áo mình đo thì nó khoảng tầm là 18 17 18 xăng nhưng mà cái phần này cái do cái sợi này nó co giãn á nên là cái tay ú, ú mặc vẫn ok nha. Mình làm nó ôm thôi, mình không có làm cho nó rộng quá. Rồi bây giờ tiếp tục cái hàng thứ 20 nè rồi nó vuột tiêu rồi ở cuối hàng 19 á các bạn sẽ móc một mũi nửa kép cho mình nha ở đây ba mũi bính nè lên ba bính rồi mới móc một mũi nửa kép vào cuối hàng 19 như thế này rồi bây giờ tiếp tục hàng thứ 20 các bạn sẽ lên cho mình là ba bính và các bạn sẽ lặp lại cho mình là từ hàng 20 đến hàng 20 4, 4 cái hàng này để làm thêm một cái quay văn hình thôi Có nghĩa là mình sẽ lặp lại giống như là mình lặp lại từ cái hàng thứ 10 10 mũi kép nè, 10 mũi kép Rồi 6 mũi, rồi 2 mũi, rồi tiếp tục 4 mũi Thì nó lại quay lại 10 mũi Nên khi mà các bạn móc tới hàng thứ 20 Thì các bạn sẽ xem uh, xong xem đi xem lại từ hàng 20 tới hàng 24 Để các bạn móc cái phần tay áo dài ra nha Rồi bây giờ hàng thứ 20 nè Các bạn xem móc vào trong cái phần mũi nửa kép này một mũi kép cho mình rồi sau đó móc thêm 6 mũi kép liên tiếp ở đây là mình đã móc mặt phải rồi nha không có móc mặt trái nữa này rồi móc hai mũi kép phía ngoài đây Rồi tiếp tục lên hai bính nè. Móc vào đây cho mình. Đó. Hai kép phía ngoài bên đây. Sáu mũi kép liên tiếp ở trong. Rồi thêm hai mũi kép ở phía ngoài này nữa. đó như vậy là mình đã xong được một cụm rồi nè hai bính 10 mũi kép các bạn sẽ lặp lại thêm cho mình là uh, 4 lần nữa tại đây mình được hai lần rồi nè Cái phần này thì mình đã móc giống như cái phần thân áo rồi nó không có thay đổi nữa. Đây, cái mũi kép cuối cùng. Mình đã tới cuối hàng thứ 20, lên hai bính nè. À, ở ở đây các bạn cũng không phải lên hai bính nha các bạn sẽ lên một bính thôi. Các bạn móc mũi nửa kép vô cái đầu hàng này cho mình luôn. Mũi nửa kép. Vô cái đầu hàng này. Rồi. Hoặc là các bạn có thể lên hai bính, lên hai bính nhưng mà ở đây các bạn sẽ cắt sợi cho mình nha. Lên hai bính đi. Lên hai mũi bính như thế này rồi các bạn lên hai mũi bính cái nữa nối nó mũi già qua đây lên hai bính cái nữa các bạn cắt sợi đi đây ở đây mình đã cắt cái phần sợi nè giả sử các bạn không muốn tay dài thì các bạn móc tới đây là được một cái tay ra ngoài phần cái phần vai vừa rồi đó còn bây giờ các bạn muốn tay dài á mình sẽ chỉ các bạn móc từ cái mũi nào để các bạn không có cần phải gắt gói giữa những mà cái giải bính này như nãy giờ nữa nha thì các bạn cũng lật mặt phải cho mình luôn rồi các bạn sẽ đếm vào cho mình là hai bốn sáu mũi các bạn sẽ móc ngay chỗ mà cái cái mũi thứ uh, thứ sáu á các bạn đâm kim vào ngay mũi thứ sáu cho mình hai bốn sáu ngay mũi thứ sáu cái... các bạn sẽ móc cho mình lên cho mình là ba mũi bính nè cái, tạo một cái đầu chốt sợi không bị ấy nha mình móc ngay chỗ cái đường nách giữa đi lên nha không phải móc trên phần cánh tay nha rồi lên cho mình ba mũi bính nè rồi ở đây các bạn sẽ móc thêm cho mình hai mũi kép phía ngoài của cái cụm này một nè hai nè đó rồi các bạn sẽ lên cho mình năm mũi bính nè rồi bỏ cái phần sợi thừa này Các bạn cắt sợi thừa cũng được Tại vì cái đầu mũi là mình đã làm cho nó ấy rồi Nó không có bị Rồi cái phần sợi ngay đây mình cũng cắt luôn Cắt sát vô luôn Rồi các bạn sẽ móc vào chỗ hai bính này một mũi đơn cho mình Tiếp tục 5 mũi bính Qua đây các bạn bỏ hai mũi đầu Móc 6 mũi giữa cho mình Hàng này là hàng 21 nha nếu mà mình bắt đầu cái mũi như vậy thì mình sẽ một hồi mình sẽ móc thêm một hàng nữa để cho nó đủ số hàng là bốn hàng để lặp lại cái phần hoa văn này cho các bạn rồi lên tiếp tục là năm mũi bính nè vào đây một mũi đơn ở đây thì móc như cái phần hoa văn cũ rồi mình sẽ móc nhanh nha bỏ hai mũi đầu móc sáu mũi giữa tiếp tục 5 mũi bính nè. 1 mũi đơn. 5 mũi bính. Qua đây bỏ hai mũi đầu móc 6 mũi giữa. tiếp tục 5 bính móc một mũi đơn 5 mũi bính 2 4 5 rồi tiếp tục bỏ hai mũi đầu móc 6 mũi giữa cho mình 1 nè 2 3 6 tiếp tục 5 bính xuống đây móc một mũi đơn 5 mũi bính. Rồi móc tiếp 6 mũi giữa cho mình. 6 mũi kép. Rồi, ở đây là cuối cái hàng thứ 21 nè, các bạn sẽ lên tiếp tục 5 bính nè. Móc vào trong hai bính này một mũi đơn nè. Lên 5 bính nữa nè. Rồi, các bạn sẽ bỏ hai chân đầu, 1 2 móc thêm cho mình ba chân kế tiếp là ba mũi kép. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Móc một mũi trượt ở cái đầu dây bính lên ngay chỗ chân bính thứ ba nè. Chuột qua, kết thúc cái hàng thứ 21. Bây giờ tiếp tục hàng 22 các bạn cũng lên ba bính cho mình ở đây. Rồi là ba bính này thì các bạn sẽ bỏ hai chân này các bạn sẽ móc tiếp tục là 5 mũi bính nên tức nghĩa là ở hàng thứ 22 này các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi bính 6 7 8 rồi các bạn sẽ móc xuống đây một mũi đơn nè tiếp tục là 5 mũi bính nè móc vào đây một mũi đơn nè 5 mũi bính bỏ hai chân đầu và hai chân cuối các bạn móc hai mũi kép giữa cho mình này rồi tiếp tục là 5 bính một đơn lặp lại hai lần hai nè rồi tiếp tục 5 mũi bính nè móc hai mũi kép giữa cho mình Đó. rồi tương tự như vậy các bạn sẽ làm ba cụm cuối cùng của cái hàng thứ 22 này cho mình nha Rồi, tiếp tục ở đây là hai mũi kép nè. Vẫn là 5 bính một đơn. 5 mũi bính nè. Một mũi đơn nè, tiếp tục là 5 mũi bính nè. Rồi cuối hàng thứ 22 này, các bạn sẽ bỏ hai chân đầu móc ở đây một mũi kép nữa nè. Rồi các bạn sẽ đếm từ dưới lím lên ngay chân thứ ba móc một mũi trượt kết thúc hàng 22. Đó, rồi lên 3 bính nè. Móc cái hàng thứ 23 là các bạn sẽ móc tiếp cho mình hai mũi kép phía ngoài bên đây. Này. Rồi, lên 5 mũi bính. Qua đây móc một mũi đơn. 5 mũi bính nè. Móc tiếp tục cho mình là tăng cái này lên thành 6 mũi kép. xuống đây một mũi đơn nè 5 mũi bính nè rồi các bạn sẽ tăng lên thành 6 mũi kép tương tự như vậy các bạn tính từ cái điểm này qua tới sáu kép này các bạn sẽ lặp lại tới cuối hàng 23 cho mình luôn Rồi đây là tới cuối hàng 23 nè các bạn lên cho mình 5 mũi bính nè móc vào đây một mũi đơn tiếp tục 5 mũi bính nè rồi ở đây các bạn sẽ thêm cho mình hai mũi kép phía ngoài cái nhánh 5 bính này cho mình một nè hai nè rồi một mũi là cái chân cuối cùng này luôn nè là thành 3 mũi nè 3 mũi nè Thấy không rồi một mũi trượt ở đầu bính bên đây kết thúc hàng 23 Bây giờ tiếp tục cái hàng 20 24 nè Mọi người nghe cái này là cái hàng 24 nè Chứ không phải là hàng 23 nha Hồi nãy mình bị lộn Tại vì à, kết thúc của cái hàng này Là cái hàng Cái hàng này đã lên là cái hàng 20, 21, 22, 23, 24 nè Đó Chính xác là hàng 24 nha rồi bây giờ mình sẽ móc thêm một hàng nữa hay là hàng thứ 25 để các bạn sẽ lặp đi lặp lại cái phần qua văn từ hàng 21 tới hàng 25 nha. À, do là mình cắt cái sợi từ cái hàng 21, 21, 22 à, cái gì? Không phải. 24, 23, do mình cắt sợi từ hàng 21 nên bây giờ các bạn sẽ à, móc lặp đi lặp lại từ hàng 22 tới hàng 25 22 23 24 và cái hàng 25 là cái hàng cuối cùng mình hướng dẫn của bạn phần tay áo sau đó các bạn sẽ lặp lại từ hàng 22 23 24 25 khi nào mà nó đạt được cái độ dài tay áo như mong muốn thì mình sẽ ngưng ở cái hàng cuối cùng lặp lại của phần hàng 25 nha mọi người để mình móc cái phần viền tay áo rồi bây giờ tiếp tục hàng 25 để kết thúc cái phần pháo nè Ở cái phần này thì mình nói hơi lộn xộn cái hàng Nhưng mà các bạn móc theo thì mình đi Mình không có cắt giảm video ở cái video này Nên không có bị tha lộn hàng nha Lên cho mình ba bính Các bạn vẫn móc cho mình hai mũi kép ở đây một nè hai nè Sau đó các bạn móc thêm cho mình hai mũi kép phía bên đây một nè hai mũi nè rồi lên hai bính nè Tiếp tục qua đây thêm cho mình hai mũi kép phía bên đây. 1 2, móc 6 mũi kép liên tiếp. Rồi, tiếp tục thêm cho mình hai mũi kép phía bên đây luôn. Đó là các bạn sẽ lặp lại cho mình hai bính 10 mũi kép lặp lại cho mình thêm là 5 lần 4 lần nữa Rồi hái bính nè. Tiếp tục là 10 mũi kép như cũ. ngay những cái chỗ mình móc về thì nếu mà các bạn không xem thì các bạn sẽ tua qua cho mình nha tại vì nếu mà mình chỉnh cho nó nhanh á thì nhiều bạn sẽ không móc được cái phần tay áo nên cái phần tay áo mình hạn chế là tua nhanh cái phần video để cho các bạn xem được mình móc tới đâu á tới cuối hàng thứ 25 rồi nè các bạn cũng lên hai bính rồi các bạn thêm hai mũi kép phía ngoài này cho mình rồi lên tiếp tục cho mình là ba mũi kép này nữa một nè hai nè ba nè rồi móc một mũi trượt qua để kết thúc hàng thứ 25 đó như vậy là mình đã xong được cái phần mà hướng dẫn các bạn móc lặp đi lặp lại cái phần cặp qua văn các bạn sẽ tính từ hàng thứ 22 22 23 24 25 lặp đi lặp lại khi nào đạt độ dài à, cuối cùng thì các bạn sẽ ngưng ở cái hàng cuối cùng cũng là cái hàng như thế này luôn nha hàng có 10 mũi kép nha mọi người để mình móc cái phần viền tay áo rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video hướng dẫn cái phần tay áo ở đây luôn à, và video cuối cùng của mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viền tay áo như vậy là cũng đã hoàn thành xong được cái mẫu áo khoác à, à, với họa tiết đơn giản này rồi nha một cả nhà. Đây cái phần tay áo của mình à, nó sẽ đi mình móc từ trên xuống thì nó sẽ đi xéo như thế này, nó ôm ngay chỗ đây thì nó sẽ rộng ngay phần nách nhưng mà tới phần tay áo thì nó sẽ ôm vào cái phần tay áo nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video hướng dẫn ở đây luôn.